Ở xứ Ả Rập nọ, có một chàng thủy thủ tên là Sinbad, rất thích khám phá và phiêu lưu khắp nơi. Một ngày nọ, chàng theo đoàn thuyền buôn dừng chân tại một hòn đảo chưa có dấu chân người. Đoàn thuyền của chúng ta đang dừng chân tại một hòn đảo quan. Nghe nói đây là nơi có thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Tôi sẽ cho hạ neo ở đây 2 giờ đồng hồ để mọi người tham quan. Nhớ là 2 tiếng sau, mọi người phải tập trung ở đây để rời đảo đó. Vâng, thưa thuyền trưởng. Chà, khung cảnh nơi đây thật là đẹp. Không khí thì trong lành, khác hẳn so với những nơi mà trước kia mình từng đến. Chào ôi, những cơn gió mới dịu nhẹ và mát lành làm sao. Đây đúng là một thiên đường. Thôi chết, mình ngủ quên mất. Không biết mọi người đã khởi hành chưa? Trời ơi, đoàn thuyền đã đi mất rồi. Tại sao mình lại có thể ngủ quên cơ chứ? Hòn đảo này rất ít có thuyền qua lại. Có chờ được người đến cứu cũng phải mất nửa năm đến một năm. Làm sao mình có thể cầm cự được đến lúc đó đây? Lẽ nào mình phải bỏ mạng ở đây sao? Đến đêm ở đây đúng là lạnh thật. Ngồi sát bên đống lửa to thế này mà người vẫn còn run lên bần bật. Số mình đúng là cầu được ước thấy mà. Khi không ước được ở một đêm ở đây làm gì? Giờ thì sướng rồi, không những ở một đêm mà còn rất nhiều đêm nữa. Mà những người trên thuyền cũng tệ thật. Cho dù không quen biết, nhưng ít ra họ cũng phải đếm đủ số người rồi mới khởi hành chứ. Đúng là lạnh quá. Cứ như thế này chắc mình không sống nổi mất. Không chết vì đói, cũng chết vì rét, vì khổ. Không được, phải tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngày mai trời sáng mình sẽ đi quan sát khắp nơi xem thế nào, biết đâu sẽ có cách thoát thân. Đi cả một ngày trời mới tìm được chỗ này. Đây đúng là nơi cao nhất trên hòn đảo. Hy vọng mình có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đúng là một hòn đảo quan, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy bóng cây. May mà ở đây không có thú dữ, nếu không có khi đêm qua mình đã bị bọn chúng sơi tái rồi. Đó là cái gì thế nhỉ? Trông lạ quá. Thử lại gần đó xem thế nào mới được. Sao cái vòm này nó lại trơn và tròn thế nhỉ? Liệu nó có phải là một căn nhà có thể trú ngụ mưa nắng được không? Nhưng nếu thế thì cửa của nó ở đâu nhỉ? Mình đi một vòng rồi mà chẳng thấy một khe hở nào cả. Hay ta thử trèo lên xem sao? Ôi da, sao lại trơn thế này? Trời ơi, sao tự nhiên xung quanh lại tối sầm như vậy? Hả? Trời ơi, thì ra là một con đại bàng khổng lồ. Nó đang xà xuống đây sao? Mình hiểu rồi, đây chính là quả trứng của nó. Và chắc chắn con đại bàng kia đang xà xuống để ấp trứng hoặc mang nó đi. Nếu như mình đoán không nhầm thì chỉ một lúc nữa thôi là nó sẽ quắp quả trứng này để bay về tổ. Vậy mình có cơ hội thoát khỏi nơi này rồi. Hy vọng mọi việc sẽ như ý của mình. Và hy vọng chiếc khăn đủ khỏe để có thể giữ người mình cùng với chiếc chân chim. Ôi, yeah, vậy là mình đã thoát khỏi hòn đảo chết tiệt kia rồi. Đại bàng ơi, cảm ơn mi nhé. Hãy đưa ta bay về đất liền nào. Nó thả mình xuống đâu thế này? Đây đúng là đất liền rồi, nhưng sao xung quanh đều là núi vậy? Giống như một thung lũng thì đúng hơn. Trời ơi, đây là thung lũng kim cương sao? Sao nhiều kim cương thế này? Chỉ cần lấy vài viên thôi là mình đã giàu to rồi. Nhưng mà thung lũng này bao quanh toàn là núi cao ngút ngàn. Làm sao mình có thể trèo qua được những dãy núi dựng đứng thế kia để thoát khỏi mà mang đống kim cương này về cơ chứ? Đúng là họa vô đơn chí. Cứ tưởng thoát được đảo quan, ai ngờ lại rơi xuống nơi này. Có khác gì nhau đâu cơ chứ. Cũng là nơi không lối ra thôi. Không lẽ số phận của ta đã định là phải chết ở nơi xa xôi hoang vắng này sao? Hình như tảng thịt này vừa được ném từ trên đỉnh núi xuống. Là thịt cừu sao? Những người ở trên kia ném thịt xuống dưới đây làm gì chứ? Ồ, một vài viên kim cương bị cắm vào thịt rồi này. À ha, mình có cơ hội thoát khỏi đây rồi. Mình sẽ làm theo cách đó.
Nếu như mình đoán không nhầm thì bọn chúng sẽ tới ngay thôi. Tới rồi, hay lắm, ta ở đây nè. À ha, mình được cứu rồi, nó bay lên rồi. Đúng như mình dự đoán, đây là cách để người ở trên đỉnh thung lũng kia săn kim cương mà. Con chim kia, mau cút đi, cút đi, không bọn ta đánh chết bây giờ. Cuối cùng cũng thoát rồi, rời khỏi cái tổ chim này thôi. Ờ, sao lại có người ở đây nhỉ? Chẳng phải con chim đó đã tha miếng thịt cừu mà mình vừa thả xuống thung lũng sao? Chào bác, bác là chủ nhân của miếng thịt cừu này sao? Đúng vậy, miếng thịt cừu đó là tôi ném xuống dưới thung lũng để lấy kim cương đó. Ai ngờ, kim cương đâu không thấy, lại lòi đâu ra một người như cậu. Mà cậu từ đâu đến? Tại sao lại thình lình xuất hiện ở vùng quan sơn hẻo lánh này? Nếu không nói thật, tôi sẽ gọi người đến bắt cậu đó. Đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu đâu. Sở dĩ tôi có mặt ở đây được cũng là một kỳ tích. Kỳ tích gì chứ? Cậu nói rõ hơn xem nào. Chuyện là thế này, mọi chuyện đúng như cậu nói thật sao? Cậu đã thoát chết hai lần thần kỳ như vậy sao? Dân, tôi không dám nói sai nửa lời ạ. Dù sao cũng phải cảm ơn miếng thịt cừu mà bác dứt xuống, nhờ nó mà tôi thoát nạn. Nếu quả thật như vậy thì cậu đúng là một người can đảm và thông minh nhất trên thế giới này mà tôi từng biết đó. Bác quá lời rồi, chỉ là trong cái khó ló cái khôn thôi ạ. Con người bị dồn vào đường cùng, ắt sẽ phải nghĩ ra cách để tự cứu thoát mình khỏi những hiểm nguy thôi. Nói thì hay lắm, nhưng làm sao tôi tin được những lời cậu nói là thật? Biết đâu là một câu chuyện do chính cậu tự nghĩ ra để lừa tôi thì sao? Tôi xin thề, toàn bộ những gì tôi vừa nói với bác là sự thật. Bác nhìn người tôi đi, toàn thân đầy những vết thương, vẫn còn đang rỉ máu. Đó là do tôi đã phải vật lộn với cuộc sống nơi quan giả để sinh tồn, và cũng là dấu vết mà móng vuốt của những con đại bàng đã làm tôi bị thương khi tôi nhờ chúng quắp bay lên. Đúng là cậu đã bị thương rất nhiều, nhưng dù sao, sống sót được sau bao nhiêu hiểm nguy, đó cũng là một kỳ tích rồi. Và để chứng minh thêm những gì tôi nói thật, xin biếu bác mấy viên kim cương mà tôi đã nhặt được ở dưới thung lũng kia. Cũng là để cảm ơn bác, vì nhờ có miếng thịt cừu của bác mà tôi đã được cứu thoát khỏi chỗ chết. Ôi, kim cương! Giờ thì tôi hoàn toàn tin đó là sự thật rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chỉ một viên kim cương này thôi cũng giúp tôi giàu đến mãn đời rồi. Cậu biết không, tôi đã ném không biết bao nhiêu thịt cừu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận lại được những viên kim cương đó. Vậy sao? Tôi tưởng bọn chúng cứ thấy thịt là tha đi thôi. Đúng vậy, nhưng chúng tha đi đâu thì chẳng biết. Hôm nay tôi mới thấy chúng xà về hướng này đó. Vậy là tôi có duyên với bác đó. Nào, cậu đang bị thương rất nặng đúng không? Để tôi đưa cậu về nhà tôi băng bó vết thương cho nha. Nếu như cần tôi giúp đỡ để trở về quê nhà, tôi cũng rất sẵn lòng. Cảm ơn bác, được như thế thì tốt quá ạ. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến phiêu lưu vừa mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị này đâu. Mưu mẹo chị Sáu. Miền Tây gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Gái miền Tây má đỏ hay hay. Chị Sáu ơi, chị ăn chi mà ca ngọt ngào dữ vậy? Chị dạy tụi em hát với Hồ Huy Tình đi chị. Có gì đâu, ăn nước miền Tây mà ca không ngọt thì có lỗi lắm. Chị Tư, chị về nhà ngay đi, có chuyện lớn rồi chị ơi. Có chuyện gì thế Út? Mau nói chị nghe đi. Tư ơi, má bị cảm nặng lắm. Thầy thuốc nói bây giờ phải vào rừng lấy lá thuốc ngay cho má, nếu không sẽ nguy hiểm lắm đó. Trời ơi,
làm sao bây giờ? Mà đường vào rừng đêm tịch mịch thâm u thế này, cánh thanh niên không dám vào. Bây giờ phải làm sao đây chị? Không lẽ má, má, em sợ quá Tư ơi. Em đừng làm cho Tư rối thêm nữa, Tư cũng đang nghĩ cách đây. Em cứ về nhà lo cho má đi, để chị vào rừng lấy lá thuốc cho. Đừng lo lắng quá nhé, má em sẽ không sao đâu. Đường vào đó nguy hiểm lắm, mà chị thân con gái, nhỡ chẳng may thì má con ân hận lắm. Hay là tôi? Lo cái gì chứ, chị là sáu mành cơ mà. Yên tâm, chờ tin tốt của chị nhé. Chị Sáu Mình, chị Sáu Mình, chờ em với. Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? À mà tình hình thế nào rồi, má em đã đỡ chưa? Sáng nay định qua thăm dì mà nghe nói sắp có bão đổ nên chị phải đi gặt sớm, chưa qua bên ấy được. Má em đỡ rồi chị ạ. À, cũng may là nhờ có chị. Má con em không biết lấy gì để cảm ơn chị. Chị có chục trứng gà, chị nhận cho má con em vui nghe. Chị không nhận, má con em áy náy lắm đó ạ. À, con bé này, ơn nghĩa gì? Hàng xóm láng giềng, hoạn nạn giúp nhau không được hay sao mà phải khách sáo như vậy? Cầm về đi, không chị giận đó. Nhà em cũng đâu có dư giả gì, cầm về mà bồi dưỡng cho má. Má mới ốm vậy, em phải chú ý động viên má ăn uống đầy đủ đó nghe không? Thôi, chị về trước nha. Cho chị gửi lời hỏi thăm dì nha. Lúc nào giãn việc chị qua thăm dì sao? Chị Sáu vừa tốt bụng vừa tháo vát, tính tình lại hào sảng. Cảm ơn chị nhiều nha chị Sáu. Nhìn thế này ai dám nghĩ đây là tiểu thư nhà ông Ban Hiệu chứ. Ông Ban Hiệu sao mà khéo nuôi dạy con cái quá, nhà cửa ruộng vườn trù phú nhất nhì làng ấy, thế mà vẫn không để cô cậu nào ăn không ngồi rỗi. Chúng tôi năm nay lúa được mùa nên ba cháu huy động cả nhà đi chở lúa đó các bác ạ. À, chứ bình thường cháu cũng làm biếng lắm ạ. À, cô Sáu khiêm tốn quá đó thôi. Đúng đó, phi ngựa giỏi, bắn cung hay, võ nghệ tài, đã vậy chuyện đồng án ruộng nương cũng chu toàn. Thế này thì bao giờ trai làng mới theo kịp hả cô Sáu ơi? Rạng sáng ngày hôm nay, thực dân Pháp núp dưới bóng quân Anh đã quay lại gây hấn ở Sài Gòn, bắt đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. Quân ác ôn, đến bao giờ chúng mới để dân ta được yên đây? Dân ta đã khổ trăm bề, bây giờ lại một cổ hai trọng thế này thì biết bao giờ mới ngóc lên nổi đây. Hay, chúng đã rắp tâm biến nước ta thành thuộc địa thì chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Chỉ tội dân ta sức yếu, lực mỏng. Ừ kìa, cơm nước chưa xong đã đi đâu thế hả con? Có chuyện gì mà phải vội vàng thế? Còn có gì gấp phải đi bây giờ? Ba má ăn xong để đó, lát con về dọn sao ạ? À, tình hình hiện nay đang rất nguy cấp. Lúc này thanh niên chúng ta cần phải phát huy vai trò tiên phong của mình. Là lực lượng nòng cốt, chúng ta phải dùng sức lực và cả trí lực để đập tan âm mưu xâm lược của thực dân. Các anh chị em ở đây, ai có cao kiến gì xin cứ bày tỏ để chúng ta cùng bàn bạc và thống nhất. Mỗi người một ý, tôi tin thế nào chúng ta cũng đưa ra được ý kiến hay. Quyết tâm đánh đuổi thực dân, quyết tâm giành độc lập, quyết tâm đánh đuổi thực dân, quyết tâm giành độc lập. Giờ này ai đã họp chợ mà đã xách cá đi sớm thế con? Sao không ở nhà mà nghỉ ngơi thêm đi? Mấy hôm nay gặt hái cũng mệt rồi. Dạ, dạ, con định từ hôm nay sẽ đi buôn cá một phen xem thế nào má ạ. À, chứ ở chợ làng mình bây giờ buôn bán cũng khó, vì nhà nào cũng bắt cả rồi.
Ba má có để con phải thiếu thốn cái gì không? Mà con phải bươn chải buôn bán như vậy hả? Nếu con thích buôn bán gì thì ở quanh làng thôi, đi xa chi cho cực vậy con? Kìa má, con gái lớn rồi, không thể phụ thuộc vào ba má mãi được. Thôi, con đi cho sớm nha má. Ơ kìa, cái con nhỏ này, có chuyện gì gấp gáp hay sao mà lại vội vàng thế? Sao? Nhớ về sớm nghe không? Ai cá không? Ai mua cá đi? Cá sông tươi rói vừa quăng lưới lên đây. Này chị kia, muốn chết à? Buôn bán thì đi chỗ khác, có biết đây là đâu không mà dám bén mảng vào mà cá với mú? Khôn hồn thì đi nhanh. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy cá sáu nó về là sao? Nó có nói với mình là nó đi buôn bán ở đâu không? Còn với cái lớn cả rồi mà cứ phải để ba má lo là sao? Bây giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ đây? Cái gì? Ai nói với con chuyện đó? Mà có chính xác không? Đây là tin mật, có liên quan tới danh dự và cả tính mạng. Nhưng dì không muốn hai bác lo lắng, nên chị Sáu nhờ cháu báo tin cho hai bác đó ạ. Trời ơi, con với cái, hai anh của nó đi hoạt động bí mật chống giặc, đến giờ vẫn chưa rõ tin tức thế nào. Nhà còn mỗi nó, vậy mà nó còn đi theo chân anh nó sao? Sao tôi lại khổ thế này kia chứ? Mình làm gì mà bù lu bù loa lên thế hả? Lẽ ra mình nên vui mừng và tự hào mới phải chứ. Vì cả ba đứa con của mình đều là những thanh niên có lý tưởng, chúng dám đứng lên bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm. Điều này không phải ai cũng làm được đâu mình à. Nè lão già kia, lão có biết quanh đây có ai làm nghề mổ heo giỏi không? Gọi tới đây cho ta. Dạ, tôi không biết cả. Tôi không phải người ở đây. Cậu cần mổ thịt heo à? Để tôi giới thiệu cho. Tôi quen anh thợ này còn trẻ mà giỏi lắm. Mà nhớ phải trả công hời đó nghe. Không là tôi không có giới thiệu cho đâu đó. Được, mai phải qua sớm đấy. Tối muộn cứ liệu thần hồn, biết chưa? Tên kia, có biết đây là đâu không mà vào hả? Mau biến ra ngoài. Ê, cậu làm gì mà nóng thế? Tôi là người mổ heo, hôm qua có người kêu sáng nay tôi tới đây, chứ khi không tôi tới làm gì? Quân lính đâu? Quân lính đâu? Suýt chút nữa thì ta chết với tay con nhãi ranh này rồi. Quân lính đâu? Còn đứng đó à? Mau bắt trói con ranh này lại cho ta. Quân chết tiệt, các ngươi cứ chờ đấy, còn lâu ta mới chịu thua lũ giặc các ngươi. Làm gì đấy? Khóc lóc cái nỗi gì? Định tìm cách trốn à? Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm trước chưa xong đâu. Thế nên biết điều thì ngoan ngoãn đi, đừng giở trò nữa. Tới lúc mất mạng, đừng trách tụi này ác. Đã vào đây thì tôi làm sao có thể trốn được. Nhưng tôi có một chuyện muốn thương lượng với các anh. Chứ nào tôi có dám giở trò gì ở đây. Cô thì có gì mà thương lượng? Ngồi xuống mà chờ ngày gặp đồng bọn đi. Lúc đó tha hồ mà thương lượng với bọn chúng. Thời gian ở đây tôi nhận ra tôi đã sai khi đối đầu với các anh.
Như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tôi vào đây nhìn qua cũng biết các anh đang thiếu người phục vụ cơm nước. Vì thế để sửa chữa sai lầm của mình, tôi xin các anh, thay vì xích tôi thế này, hãy cho tôi được gánh nước nấu cơm, giặt giũ giúp các anh có được không? Cô nghĩ chúng tôi dễ dàng để cô lừa một lần nữa sao? Đừng có hòng. Tôi dạy gì lừa các anh thêm lần nữa chứ, khác nào chui vào chỗ chết. Hơn nữa lính canh gác ở đây dày đặc thế này, có thánh cũng chẳng chạy thoát nổi. Huống chi tôi, thần nữ yếu ớt. Các anh biết đó, cơm nước dọn dẹp, làm cá mổ heo, cái gì tôi cũng biết làm hết. Tôi thương lượng chuyện này không có ý gì khác ngoài việc muốn chuộc lỗi với các anh thôi. Phải về báo cáo với chỉ huy đã, chứ tôi chỉ là lính tráng, biết gì đâu mà thương lượng. Tốt quá, nhờ anh nói giúp tôi một câu. Tôi liễu yếu đào tơ thế này, đã bị các anh giữ lại rồi thì còn làm gì được nữa chứ. Cô là tốt số lắm đó nghe. Chỉ huy đồng ý để cô dọn dẹp, lo liệu cơm nước rồi đấy. Nhưng tôi nói để cô nhớ nha, tứ phía đều là súng chĩa về phía cô bất cứ lúc nào. Liệu cái thần hồn, đừng có giở trò, nếu không thì cô chết chắc. Giữ người ở lại, cứ tưởng phải nuôi báo cô, không ngờ cũng được việc đấy chứ. Khá lắm. Phải thế chứ. Đúng là không uổng công ta dạy dỗ cho mi một bài học. Xem ra mi cũng là kẻ biết phải trái đấy chứ. Này này, sao vậy? Đừng nói là cô định giở trò để chạy trốn đấy nha. Tôi mà biết cô có âm mưu gì là không yên thân cho tôi đâu. Khổ lắm, lạnh bụng đi ngoài chứ giở trò gì được giữa sông nước thế này. Các anh có thể lùi lại phía xa để tôi giải quyết được không? Dù sao các anh cũng là nam, tôi thì phận nữ. Các anh đứng kè kè thế này, tôi mất tự nhiên lắm. Cô đừng hòng đánh lừa chúng tôi nhé. Được, nếu anh không tin thì cứ ở đây đi, tôi không khách sáo nha. Rồi, nhanh lên đi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Không xong rồi, chúng ta mắc mưu cô ta rồi, mau phát tín hiệu cứu trợ đi. Phen này không tìm ra cô ta là chúng mình chết chắc rồi. Tôi là lính du kích đang bị bọn giặc truy đuổi, cho tôi quá giang sang bờ cây tràm với. Mau mau lên xuồng đi chị, tiếng súng của bọn chúng nghe ngày càng gần hơn rồi đó. Này, tao chỉ biết trông chờ vào mi thôi đó. Đi đi nào, trâu ơi, mi cứu tao mạng này, tao sẽ nợ ơn mi suốt đời. Khẩn trương lên. Ê, khốn kiếp thật, đã đề phòng như vậy mà cuối cùng vẫn mắc mưu một con ranh đau để. Hai tên nào vừa để sống mất đó, đừng mong trốn tội. Tôi đang ở đâu thế này? Mới chợp mắt chút xíu mà đã đi xa thế này kia. Chị,
chị có phải là chị Sáu không? Trời ơi, chẳng phải là Sáu Mành đang bị báo mất tích ở trong bốt giặc ư? Đây là Phú Mỹ đó chị Sáu Mành à. Mà sao chị lại có thể vào tận đây hay vậy? Chị đã trốn đi bằng cách nào thế mà con trâu chạy hùng hục vậy? Chị vẫn ngủ thiếp đi được là sao ta? Mấy ngày nay thiếu ngủ nên tôi hơi mệt. Cảm ơn bà con đã chào đón. Cũng là lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu thôi ấy mà. Bộ phim lấy cảm hứng dựa trên câu chuyện có thật về chị Sáu Mành nhờ mưu mẹo và liều lĩnh thoát khỏi tay giặc trong gang tấc. Đứa con ngoài giá thú. South Yorkshire, Anh, năm 1947. Trời ơi, bác sĩ, con tôi bị sao thế này? Mong chị hãy giữ bình tĩnh. Cháu bé bị rối loạn gen hiếm gặp trong thời kỳ thai sản, dẫn đến thị lực bị ảnh hưởng lúc chào đời. Nhưng đứa trẻ đã rất kiên cường để đến với chúng ta. Đó chính là kỳ tích. Tức là con trai đi VIP lớn khịt của tôi không thể thấy ánh sáng như bao người sao? Bác sĩ ơi, xin hãy cứu con tôi. Trời ơi, chị ấy ngất rồi. Bác sĩ ơi. Nhà máy East Midland, năm 1949. Nước sắp bốc hơi hết rồi, dẫn nguồn nước vào đây. Để toàn bộ máy móc dừng hoạt động là không đủ tiền bồi thường đâu đó. Hey, 67 tuổi rồi thì ông nên về nhà mà tận hưởng tuổi già ông Robert à. Ông còn dẻo dai thế này thì cướp hết chén cơm của chúng tôi rồi. Tôi còn sức thì vẫn muốn cài đỡ đần cho bà vợ, để bà ấy một mình lo tứ bề, làm chồng như mình làm sao mà yên được. Chịu ông già gân như ông đấy, từng này tuổi chỉ nghĩ cho vợ con, không biết bao giờ ông mới được bình yên tuổi già đây. Ông Robert, cứu ông Robert đi, ông ấy rơi vào thùng nước sôi rồi. Trời ơi. Xin lỗi bà, đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đã vô tình xảy ra. Công ty chúng tôi xin phép được chia buồn cùng gia đình, mong ông Robert ra đi được bình an. Ông bảo một tiếng xin lỗi là xong sao? Đây rõ ràng là tai nạn nghề nghiệp khi lao động. Ông nhà tôi đã dành 30 năm làm việc cho nhà máy các người, chỉ để nhận hai từ xin lỗi hay sao? Xin bà hãy rõ ràng, ông Robert đã quá tuổi nghỉ hưu, nhưng công ty chúng tôi đã thương tình cho gia cảnh nghèo khó của ông bà, nên đã để ông tiếp tục được làm việc. Nay sự việc không may xảy ra, ông Robert đã nằm ngoài chính sách hỗ trợ từ quỹ của công ty, nên tôi không thể làm gì khác được. Xin bà hãy để ông ấy ra đi thanh thản, đừng khơi lại, dây dưa thêm nỗi đau. Chồng tôi, ông ấy đã đầu quân sai nơi rồi. Mẹ ơi, đừng khóc. Có David Blanket đây. Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Cuộc sống bất công của chúng ta chỉ mới bắt đầu. David Blanket, con trai nên nhớ, sau này dù có trở thành bộ phận nào, con đừng bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình. Từ đây, hai mẹ con ta sẽ đùm bọc nhau. Lớn lên trong bất công, cậu bé khiếm thị ngày xưa quyết tâm bước vào con đường chính trị để đem tiếng nói của mình đến nhiều giai cấp trong bộ phận nước Anh. Năm 1970, David Blunkett tranh cử vào hội đồng thành phố Sheffield và bất ngờ giành chiến thắng ở tuổi 22. Ông trở thành thành viên hội đồng trẻ nhất trong lịch sử của cả nước Anh. Cùng lòng quyết tâm và sự tận tụy của mình, năm 1987, David Blunkett đắc cử nghị sĩ quốc hội. Ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ giáo dục
ông trở thành vị bộ trưởng mù đầu tiên làm việc trong nội các nước Anh và được Thủ tướng Anh hết sức tin tưởng. Không biết cảm giác gần gũi với người mù sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ cũng thú vị và hay ho đấy chứ. Em đang nói gì vậy? Cái đầu nghĩ đến những chuyện như thế là hay. Anh cũng ghen được cơ à. Đừng quên là anh cũng đang vụng trộn với người phụ nữ đã có chồng là em đấy. Có những điều hay ho chỉ khi lén lút mới có thể đem đến dư vị. Em nghĩ anh yêu của em phải rõ hơn chứ. Anh biết, ngoài anh và ông chồng chính thống của em ra, trong tay em phải có ít nhất 10 tên tình nhân khác. Nhưng tất cả chỉ nên ở mức giới hạn thôi em yêu nha. Chỉ cần em ký vào đơn ly hôn thì chỉ có Michael Fortier là người mang tai tiếng. Đến việc yêu em, anh còn làm được thì chuyện gì có thể làm khó anh. Anh lại bắt đầu thú vị đấy Queen. Michael Fortier và Kimberly chính thức tan rã. Câu chuyện đằng sau cuộc hôn nhân 5 năm trong mơ. Ngay cả khi đã nằm dưới mồ, cô ấy vẫn sẽ nghĩ xem có ai hứng thú hơn nằm cạnh mình hay không. Wow, thật sao? Có ác ý không khi cô ấy đã từng là vợ của ông kia mà. Ly hôn lại đặt điều xiên xỏ nhau rồi. Kimberly thật đáng thương. Sau cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ. Em có khiếu diễn đấy Kimberly à. Giờ thì dư luận chẳng ai mà không thương xót cho em. Nhờ những hiện trường chúng ta tạo ra mà giờ ông chồng cũ của em phải giải quyết dư luận mệt mỏi đó. Đấy là cái giá cho việc không cung phụng được em. Thời gian gần đây, em nên đóng vai gái ngoan đi. Nếu muốn hai chúng ta đến với nhau được êm xuôi thì cả anh và em đều tỏ ra mình phải thật xứng đáng. Hai người hoàn hảo nhưng bất trắc trong tình yêu, cơ duyên gặp nhau và cuối cùng hòa thành một. Em chưa muốn đeo gông lần hai sớm như thế đâu. Thường những gì người ta chưa đạt được thì độ thèm khát sẽ tăng cao, nhất là khát khao chinh phục của đàn ông. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn là người chịu đựng con người em giỏi nhất. Điều ấy cũng nên khuyến khích bằng một phần thưởng xứng đáng. Tôi sẽ cưới được em. Nước Anh, năm 2004. Chuyện gì xảy ra thế này? Ai tung những tin vớ vẩn này thế? Bộ trưởng Nội vụ David Blunkett có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ đã có chồng. Ứng cử viên nặng ký vào vị trí Thủ tướng Anh có đủ nhân phẩm khi có con trai ngoài giá thú. Vụ bê bối náo loạn nước Anh, David Blunkett bị tố giác có con với một người phụ nữ đã có chồng. Chuyện này, anh biết không, anh là người đầu tiên của em đấy. Cảm giác thật lạ. Em có nhầm lẫn không? Người đầu tiên? À, ý em là người khiếm thị đầu tiên. Dạ, thưa Bộ trưởng Nội vụ, tôi là Titus, bên báo pháp luật đây ạ. Tôi nghe đây. Tôi đã biết thông tin về ngài ngày hôm nay. Xin phép ngài để tôi được giúp đỡ và lấy lại danh dự cho ngài. Ngài vẫn là người mà tôi kính phục nhất. Cảm ơn anh. Hãy để tôi tự giải quyết vấn đề của mình. Thưa Bộ trưởng, có lệnh truyền từ Thủ tướng Anh. Thủ tướng nhắn ngài rằng, sau những gì ngài đã làm được cho nước Anh thời gian qua, người vẫn luôn tin tưởng về danh phẩm và luôn ủng hộ ngài. Mong ngài hãy đối mặt với dư luận và giữ chính kiến của mình. Bộ phận truyền thông của Thủ tướng sẽ đứng ra giúp đỡ. Nhân giúp tôi lời cảm ơn đến Thủ tướng. Tôi sẽ tự mình giải quyết những vụ lùm xùm này. Nhưng không phải là giai đoạn này. Xin cho tôi được gặp thằng bé. Tránh xa tao ra, thằng con rơi. Anh làm gì thằng bé thế hả? Đồ vũ phu. Đến con mình cũng muốn động tay sao? Cô có ngại miệng không? Khi bảo thằng bé là con tôi, đồ phụ nữ lăng loạn. Nhưng thằng bé luôn xem anh là cha của nó. Tôi không phải là cha của nó. Chính cô phải biết rõ điều đó chứ. Những gì cô làm đã vượt quá sự chịu đựng của cả đàn ông này rồi.
Cha ơi, đừng đánh mẹ mà. Cha chính là cha của Sát Lết mà. Tao không phải là cha của mày. Đừng gọi tao là cha, có biết không hả? Vậy cha của con là ai? Cha ơi, cha ơi. Dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng phải đứng lên mà đi tiếp. Giống như con lật đật này, Sát Lết ạ. Sẽ có ngày không còn bão giông nào có thể lật ngã được cháu. Sao chú biết là cháu đang buồn? Ta cảm nhận được nước mắt con đang rơi. Mạnh mẽ lên chàng trai của ta. Cha cháu là ai? Cha Quyên không yêu cháu phải không? Thưa bộ trưởng, chúng ta phải đi thôi. Ở đây rất dễ gây sự chú ý. Hơn nữa, ngài sắp trễ hẹn với thủ tướng rồi, thưa ngài. Cháu muốn được đi chơi với chú. Ước gì chú là cha của cháu. Đây là mũi của cha sao? Đây là trán của cha nè. Đây là đôi mắt của cha. Mũi cha của David Blanket rất cao. David Blanket yêu cha nhất trên đời. Ông đi rồi, mẹ con tôi phải làm sao đây? Ông ơi. Cuộc sống bất công của chúng ta chỉ mới bắt đầu. David Blanket, con trai nên nhớ, sau này dù có trở thành bộ phận nào, con đừng bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình. Thưa ông, đây chính là kết quả xét nghiệm ADN giữa ông và cậu Charles. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với ông điều này. Bây giờ cả nước Anh đã biết ông và bà Kimberly đã từng mặn nồng cùng nhau. Giới chức trách và truyền thông đang chờ một câu trả lời từ ông. Chỉ cần ông phủ nhận để tập trung cho việc ứng cử, Thủ tướng Anh sẽ có cách xoa dịu dư luận và dập đi vụ lùm xùm hư vô này. Hãy thông báo đến mọi người, ngày mai tôi sẽ có mặt và trực tiếp giải quyết vụ bê bối này. Hơn ai hết, ông David Blanket là người khát khao làm chính trị và thay đổi sự bất công. Từ ngày ông ấy lên làm bộ trưởng nội vụ, đã ban hành các chính sách an ninh nội địa giúp giảm đến 30% số vụ phạm tội ở Anh. Đây là mức thấp nhất từ trước đến bây giờ. Để có được thành quả đó, ông ấy làm việc 16-18 tiếng mỗi ngày để giải quyết công việc gấp đôi người lành lặn. Tuy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng ông ấy đã đem ánh sáng văn minh đến nhiều người. Chỉ cần hôm nay ông ấy lên tiếng, tôi vẫn ứng cử cho David Blanket. Tôi xin phép từ chức để khép lại cuộc khủng hoảng do chính tôi gây ra và đồng thời bước vào cuộc chiến pháp lý để giành lại con trai mà Kimberly đã sinh ra. Và kết quả thử ADN cho thấy tôi thực sự là cha của đứa trẻ. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Kể cả người tiêu cực nhất cũng không nghĩ ông sẽ từ chức. David Blanket, ông hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Bao nhiêu cố gắng và nỗ lực từ cậu bé mù nhưng đầy nghị lực ngày xưa đâu rồi? David Blanket, sao lại dễ dàng buông xuôi như vậy? Cái gì? Ông ấy điên rồi sao? Từ bỏ chức vụ và quyền hạn vì một người phụ nữ và một thằng con trai ư? Ông đang chơi khăm lại tôi à, David Blanket? Rồi thời gian sẽ trôi qua. Con trai tôi cần được biết ai là người cha đích thực của nó. Rồi có ngày nó sẽ hiểu cha nó đã hy sinh sự nghiệp chính trị để giành lấy nó. Ông ấy cả một đời chiến đấu cho sự bất công và hy sinh tất cả những gì mình có để con trai không cảm thấy bất công. Tôi thật sự thấy thẹn vì những lỗi lầm của mình. Tôi không xem đó là lỗi lầm. Tôi xem đó chính là sự thiêng liêng của người cha. David Blanket, dù có chuyện gì, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cách hành xử của ông. Dạ, alo, thưa ông, tôi đến từ chuyện của sao. Chúng tôi vừa được nhận thông tin sau có cuộc chiến tranh pháp lý diễn ra giữa ông và bộ trưởng nội vụ David Blanket. Anh nghĩ sao về việc này ạ? Ông có dễ dàng đưa con trai mình cho ông David Blanket không, thưa ông? Hãy để tôi yên. Cái bọn sang tình đáng ghét, chúng mày lại muốn hạ bệ ông đây à? Đây chính là cái giá của anh đấy Queen. Anh lấy chính vợ con mình ra để khuấy động truyền thông, còn David Blanket đánh đổi sự nghiệp để bảo vệ con trai khỏi truyền thông. Anh đã thấy hai cách hành xử khác nhau từ hai người cha chưa hả? Tôi đã nói nó không phải con tôi mà. Tôi sẽ cho đi bà về lý do sau cùng để khép lại tất cả bê bối này. Chính em phải nhận chỉ muốn qua lại với David Blanket, chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ. Sau đó dư luận sẽ đá tôi ra khỏi ván bài này. Sự nghiệp và mối quan hệ của tôi sẽ giúp chúng ta êm đềm mà kết thúc tất cả. Anh điên rồi Queen. Hãy chờ ngày ra tòa và giải quyết mớ hỗn độn do anh gây ra đi. Không,
Tôi không muốn kết thúc như thế này. Sau gần một năm bước vào cuộc chiến tranh pháp lý để giành quyền nuôi con, hai người đàn ông thành đạt David Blunkett và Stephen Quinn chính thức đối mặt nhau. Cuối cùng, cựu bộ trưởng nội vụ đã giành chiến thắng. Ông dẫn đứa con ngoài giá thú Charles 2 tuổi ra đi và nuôi nấng đến khi khôn lớn. Rồi thời gian sẽ trôi qua, con trai tôi cần được biết ai là người cha đích thực của nó. Rồi có ngày nó sẽ hiểu, cha nó đã hy sinh sự nghiệp chính trị để giành lấy nó.